Các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi các ông không thể đến được. Người Do Thái mới nói, ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói nơi tôi đi các ông không thể đến được. Người bảo họ, các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Họ liền hỏi người, ông là ai? Đức Giêsu đáp, hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ, khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ tất cả các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Khi Đức Giêsu nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, những gì mà Đức Chúa muốn thực hiện cho dân của Ngài từ chỗ họ bị lưu đày ở bên Ai Cập, Chúa đã đưa họ tiến về miền đất hứa. Và trong trang sách Dân số hôm nay cho thấy cuộc hành trình của dân Chúa. Hồi đó dân Israel từ núi Ho, họ lên đường theo đường biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Edom. Trong cuộc hành trình băng qua sa mạc, dân Israel mất kiên nhẫn. Họ chỉ thấy những gì trước mắt, còn những điều kỳ diệu Chúa thực hiện cho họ, xem ra họ không nắm bắt được. Trong cuộc hành trình băng qua sa mạc để tiến về miền đất Chúa hứa, họ đã không kiên nhẫn đủ, và vì thế cho nên họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-xê. Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Xem ra họ nói gian. Chúa vẫn ban cho họ lương thực hàng ngày, có nước uống. Thế nhưng ở đây làm như là họ cảm thấy không được như ý họ, cho nên họ kêu trách, họ nói gian cho Chúa, đổ lỗi cho Chúa cũng như ông Mô-xê. Vì rằng chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này, manna từ trời ban xuống cho dân
trong cuộc hành trình sa mạc đi như vậy. Thế nhưng họ lại nhớ củ hành, củ tỏi, những nồi thịt ở bên Ai Cập. Họ không vui vẻ gì khi cuộc hành trình đã kéo dài. Họ mất kiên nhẫn. Và đây chúng ta thấy Chúa phải cho dân biết thế nào là lễ độ, cho nên Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân, cho chúng cắn họ, khiến nhiều người Israel phải chết. Và giờ đây họ lại thức tỉnh. Họ mới xin với ông Mô-xê: chúng tôi đã phạm tội vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông, xin ông khẩn cầu Đức Chúa để người xua đuổi rắn xa chúng tôi. Ông Mô-xê được Chúa chọn để lãnh đạo đem dân Chúa từ miền đất Ai Cập nô lệ khổ sở. Họ phải ăn rau diếp đắng với lại một thứ nước sốt màu đỏ khi rời Ai Cập. Và mỗi khi nhớ lại biến cố ấy, họ ăn lại để nhắc nhớ cho họ những thời kỳ khổ đau vất vả làm nghề nung gạch cho ông vua Pharaoh xây những cái kim tự tháp, khổ sở vô cùng, bị đày đọa vậy. Giờ đây Chúa đem họ ra khỏi mà họ lại cứ kêu trách, cho nên rắn đã cắn họ. Ông Mô-xê đã khẩn cầu cho dân, và rồi như một dấu hiệu để chữa lành, con rắn đồng đã được đúc và dương cao lên. Ai nhìn lên con rắn ấy được chữa lành. Ngày hôm nay chúng ta thấy y tế, các nhà thuốc Tây cũng có hình con rắn, hình chữ thập, rồi có hình con rắn, cũng là dấu hiệu lấy từ, cái logo lấy từ ở trong trang sách dân số hôm nay. Thế nhưng điều quan trọng qua biến cố này, Chúa Giê-xu lại áp dụng cho mình: khi nào tôi được dương cao thì các người mới biết rõ tôi là ai. Tôi là đấng hằng hữu, luôn luôn có. Con người của chúng ta có giới hạn trong không gian và thời gian. Ở đây thì không có ở mặt ở nơi khác được. Sống trong một quãng thời gian ngót nghét 70-80 năm, mạnh giỏi chăng vươn lên 90 đại thọ, trường thọ, rồi cũng tới ngày nhắm mắt xuôi tay. Và vì thế cho nên chúng ta thuộc về hạ giới. Mình chỉ nghĩ được những cái gì ở hạ giới này. Mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta nhớ rằng con người đầu đội trời, chân đạp đất. Đầu của chúng ta đội trời, chứ không hẳn là chúng ta cứ mày mò những điều hạ giới này. Quả thật như vậy, nhiều khi cuộc sống không làm cho chúng ta hướng lên cao được. Mình bị trói chặt, xiềng xích trong thế giới này, và mình chỉ thấy được, hiểu được những gì ở hạ giới này. Mà trong khi đó Chúa Giê-xu đã nói với họ một điều quan trọng, đó là một thế giới mới, một thiên đàng mở ra cho những ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy. Thầy ở đâu thì kẻ phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó với Thầy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trang âm hôm nay cho thấy sự mâu thuẫn giữa Chúa Giê-xu và những người Pha-ri-sêu cũng như các ông kinh sư. Coi vậy mà họ lại không hiểu được những gì Chúa Giê-xu nói với họ. Và rất có thể ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng không hiểu được những gì mà Thánh Ý Chúa quan phòng định liệu cho chúng ta. Hôm qua có một người
gọi điện thoại cho tôi, người quen. Con bỏ đạo vì con gặp quá nhiều khó khăn như vậy, con không đi lễ nữa. Không hiểu được những chương trình ý định của Chúa trong cuộc đời này, chúng ta cũng thế. Vì vậy cho nên ý nghĩa của mùa chay thánh đó chính là bước theo Thầy. Chúng ta có can đảm để bước theo Chúa, đặc biệt trong lộ trình thương khó mà Chúa Giêsu đã sẽ đi qua hay không? Xin cho chúng con luôn kiên vững nơi Chúa. Xin cho chúng con đừng mất kiên nhẫn như dân của Chúa thời băng qua sa mạc. Và cuộc đời này, cuộc hành hương dưới thế này vẫn luôn là những thử thách đối với mỗi người chúng con. Chúng con có dám tin vào Chúa hay không? Chúng con có dám đưa tay ra để Chúa nắm lấy tay chúng con, để dắt đưa chúng con đi trong cuộc đời này hay không? Xin Chúa củng cố đức tin nơi mỗi người chúng con. Lời người vỗ về nhưng khi sầu đau.